Đây. Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mạch điều chỉnh điện áp 220V khá đơn giản các bạn. Thì mạch này chính là cái mạch dimmer mà chúng ta thường hay mua ở ngoài chợ để chúng ta sử dụng cho điều tốc bóng đèn hoặc là điều tốc cho các cái động cơ quạt đâu đó các bạn, quạt trần đó. Thì người ta cũng làm cái mạch tương tự như thế này, nhưng mà cái bản thiết kế thì cái này mình vẽ lại từ cái dimmer của hãng MBE. Đây, mình tháo ra từ cái dimmer của MBE. Tuy nhiên cái thiết kế này thì nó còn hơi rườm rà một tí, nó còn một vài cái linh kiện thì mình đã bỏ bớt cho nó gọn lại rồi. Thì nói sơ về cái mạch này các bạn, thì mạch này người ta sử dụng rất đơn giản, gồm có một cái biến trở 500 kg, một cái biến trở 500 kg, một con điện trở. Chỗ này cái con điện trở mà người ta nhà sản xuất người ta dùng chính xác chỗ này thì mình thấy người ta sử dụng cái con là 18 kg các bạn. Tuy nhiên cái con này thì chúng ta có thể sử dụng tùy theo cái ấy, chúng ta có thể sử dụng cái con từ 12 kg cho tới 22 kg đều được các bạn nha. Đây chính là con DIAC, con DB3 các bạn, cái con xanh xanh nhỏ nhỏ đó. Đây, con DB3 hôm trước mình cũng đã có chia sẻ với các bạn cái con này rồi nè. Đó, nó là con DB3. Mình cầm ngược. Máy nó không lấy nét được các bạn. Rồi. Đại khái đây là con DIAC DB3 này các bạn, cái con nhỏ nhỏ. Cái con này thì hôm trước mình có chia sẻ với các bạn láo tháo nó trên các cái mạch đèn compact cũ các bạn, nhiều lắm. Mấy cái đèn compact cũ như thế này, đèn chữ U của các bạn thì trên này chắc chắn sẽ có một con DB3. Ví dụ như đây các bạn, cái con DB3 này nó con là màu đen nè. Đó. Nó giống như con diode nhưng mà nó không có cái đầu trắng nha các bạn. Nó cũng là con diode đó các bạn. Thì cái này cũng được. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sử dụng một con tụ 104 hoặc là 105 đều được các bạn. Thì mình thấy trên cái mạch này để nó bỏ trong cái hộp nhỏ cho nên nó sử dụng con tụ nhỏ hơn, đó là con tụ 638 à xin lỗi 683. Hay là 283, 683 đúng rồi. Mình thấy trên mạch này thì người ta sử dụng con tụ nhỏ hơn, đó là con tụ 683G. Thì thực tế chúng ta có thể sử dụng tụ 104, 105 đều được các bạn. Và cái quan trọng để điều khiển được cái điện áp đó là chúng ta sử dụng cái con triac. Đây là chính là con triac. Thì cái con triac trên mạch này là người ta sử dụng cái con BT136. Tuy nhiên ở đây mình sử dụng cái con là BT138 các bạn. Cái công suất của con này thì nó khỏe hơn cái con 136. Đó là con BT138. Thì hoặc là các bạn có thể gỡ mấy cái con này trên các cái linh kiện cũ cũng được các bạn. Thì để cái con này, khi mà chúng ta để cái con triac như thế này thì từ trái qua phải sẽ là chân T1, T2, chân G, hoặc là người ta có thể gọi là A1, A2G cũng được các bạn. Thì T1, T2 là hai cái chân giống như cái khóa vậy đó các bạn, còn chân G là chân kích cho nó, chân kích cho nó. Rồi, cái tải thì chúng ta sẽ lắp nối tiếp vào cái mạch này các bạn. Tải thì lắp nối tiếp vào mạch này. Bây giờ cái con triac này hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái cách để chúng ta thử cái con triac này rất đơn giản luôn các bạn. Cái con này các bạn muốn thử nó thì các bạn cấp nguồn vô như mình như thế này mình thử cái là được nè. Cái đặc điểm của con triac nếu như chúng ta sử dụng điện một chiều các bạn thì mình kích nó một cái nó dẫn là nó dẫn luôn. Như vậy thì để thử cho nó thì mình sử dụng một cái điện 12V thôi. Đây mình lấy cái nguồn đa năng mình cấp 12V cho nó, mình thử cho các bạn xem luôn, cách thử dễ lắm. Các bạn thử là các bạn sẽ biết nó hoạt động còn sống hay chết. Thì cái chân bìa bên trái này nè, cái chân số 1 nè, các bạn cấp nguồn âm cho nó. Cấp nguồn âm cho nó để chúng ta thử. Chúng ta dùng một cái bóng đèn dây tóc các bạn, mình kẹp một chân vào chân dương á, vào đèn dây tóc, chân còn lại chúng ta kẹp vô giữa.
Rồi chúng ta dùng một con trở, chúng ta dùng một con trở chúng ta kích từ chân giữa qua chân số 3. Thì con điện trở các bạn lấy con trở 1-2 kg gì cũng được các bạn, mình kích thôi. Ở đây mình không lấy con trở, mình kích bằng không luôn cũng được các bạn. Các bạn lấy một cái sợi dây đồng nè. Đây mình kẹp chân này vô đây ha. Các bạn lấy sợi dây đồng hoặc bạn kích nhẹ cái lấy ra liền nha. Kích giữa chân 2 với chân 3 cái. Đó. Khi các bạn kích một cái thì đèn này nó sáng và nó giữ như thế này, có nghĩa là triac của chúng ta còn hoạt động tốt các bạn. Chúng ta buông ra nè. Chúng ta kích lại nè. Chúng ta chỉ cần kích nhẹ cái thôi rồi chúng ta buông ra liền nha. Đó. Như vậy mà nó giữ được như thế này, đèn sáng như thế này có nghĩa là triac của chúng ta còn hoạt động tốt. Đây là một cái cách thử triac rất đơn giản luôn các bạn. Rồi, như vậy là triac của mình còn sống tốt ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ghép mạch này theo như sơ đồ và thử cho các bạn xem luôn. Thì đây chính là cái con triac của chúng ta nè. T1, T2, G nè các bạn. Thì chân G là chân mà chúng ta sẽ hàn cái con DB3 vào. Vậy đây. Chân G là chân cuối cùng bên phải các bạn, hàn cái con DB3 vào. Cái biến trở của chúng ta sẽ để đây các bạn, và cái chân giữa của biến trở các bạn sẽ hàn vào con DB3 này luôn. Chân bìa của biến trở này các bạn hàn nối một con trở từ chân giữa qua chân bìa. Thì con trở đó các bạn sử dụng từ 10 kg cho 12 kg cho tới 22 kg, thì ở đây mình sử dụng cái con 18 kg các bạn. Một nâu xám cam, nâu xám cam là 18 kg. Rồi, một con tụ nữa, chúng ta sẽ hàn từ chân giữa của biến trở về chân số 1 tuốt bên đây nè các bạn. Đây, mình sẽ hàn con này đi. Hàng từ chân số 1 rồi nha các bạn, về bên đầu bên này của con diac, tức là chân giữa của biến trở các bạn, hàng chung vô. Đây mình sử dụng tụ là 105 nha các bạn. 104, 105 đều được các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp tải vào. Thì tải mình sử dụng đây là bóng đèn các bạn. Thì một đầu mình sẽ hàn vào chân số 1. Đây là dây cấp nguồn. Thì một đầu mình sẽ hàn, một dây cấp nguồn mình sẽ hàn vào chân số 2 nha các bạn. Đầu còn lại của dây cấp nguồn chúng ta sẽ hàn vào dây tải còn lại nè các bạn. Rồi băng nó lại cái cho nó an toàn nha các bạn, rồi chúng ta hãy làm. Vì điện này là điện không cách ly cho nên nó giật nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta chạm vào mối nối là nó giật nha.
Kể cả cái chiếc áp của chúng ta cũng phải cách điện nha. Tại vì điện này là điện không cách ly, thì các bạn khi thực hành thì lưu ý ha, nguy hiểm. Thì cái này các bạn ngoài thử cho tải thì thử tải đèn thì các bạn còn có thể thử cho động cơ có chổi than, hoặc là các bạn thử cho các cái tải tải trở khác, ví dụ như bằng ủi điện đồ các bạn đều được. Thì với sử dụng với cái yêu cầu là chúng ta đổi cái con triac lớn lên. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó, điện áp đầu vào hiện giờ là 200V. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái biến trở lên để cho đèn nó tăng cái độ sáng lên nha các bạn. Đó. Thì chỗ này mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là nếu như các bạn sử dụng con tụ mà có cái điện dung lớn, ví dụ như con này là 105 thì cái độ nhạy của cái này khi chúng ta chỉnh nó không mượt lắm các bạn, nó không được mượt lắm, mình sẽ đổi lại con tụ nhỏ hơn nha. Rồi bây giờ mình gỡ con tụ 105 ra, mình đổi vào đây bằng con tụ 683 của nó nha các bạn, thì chúng ta chỉnh chúng ta xem cái độ mượt của nó nè. Tại vì khi con tụ mà lớn á các bạn, cái điện dung mà lớn á thì nó sẽ tích điện trên tụ lớn, nó sẽ làm cho cái con đi ắc của chúng ta thay đổi cái điện áp rất là khó thay đổi cái chỉnh, tức là nó phải lưu điện cho nó, cho nên khi mình chỉnh nó không được mượt các bạn. Bây giờ mình đổi bằng con tụ 683 cho chúng ta kiểm tra lại nha. Rồi bây giờ chúng ta thấy ta chỉnh nè. Đó thì chúng ta chỉnh gần hết cái biến trở luôn rồi các bạn. Đó, một chút xíu thôi thì chúng ta nhích lên một chút thôi thì nó đã sáng nè. Đó. Đó, và sáng mạnh sáng yếu. Còn nếu như chúng ta sử dụng con tụ lớn 105, 104, 105 thì nó sẽ chỉnh được nửa cái biến trở phía sau thôi các bạn, tức là cái độ mượt của nó không cao. Vậy chúng ta đổi lại con này. Con này là 683 các bạn, hoặc là 104. Thì con này các bạn sửa lại chút xíu nha. Con này các bạn nên để là 104 hoặc là 683. Đó, hoặc là 104 đều được. Tụ này là tụ không phân cực nha các bạn. Đây, đây chính là sơ đồ của nó. Các bạn nào ấy thì có thể chụp lại sơ đồ để chúng ta làm. Thì con trên này hồi nãy mình sử dụng từ 12 tới 22 đều được các bạn. Có nghĩa là nếu như chúng ta sử dụng cao, ví dụ như chúng ta sử dụng con điện trở này cao, thì khi chúng ta dặn nhỏ hết cỡ lại các bạn, khi mình dặn ở cái mức nhỏ hết cỡ lại, tức là cái điện trở là lớn nhất, thì nó sẽ cấp ra đây cái chân này, cái điện nó ra rất là thấp, thậm chí là 0V. Ví dụ như đây, khi mình dặn xuống thì các bạn thấy là hầu như là đèn nó tắt luôn các bạn, đèn nó tắt luôn. Đó. Còn ví dụ để các bạn để đây con điện trở 10 kg, ví dụ như các bạn để đây con điện trở mà 10 kg, thì khi các bạn dặn xuống mức nhỏ nhất thì cái này nó vẫn còn điện, nó vẫn còn điện, tức là nó sáng mờ mờ, ví dụ như nó sẽ sáng mờ mờ như thế này. Hoặc là các bạn tăng lên con 22 kg thì nó sẽ không sáng luôn, giống như con này nãy là 18 kg các bạn, 18 kg thì nó cũng không sáng rồi nè, tùy theo cái tải của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tải bằng động cơ thử cho các bạn xem luôn ha. Rồi, để thử động cơ thì mình gỡ cái bóng đèn ra các bạn, mình sẽ lắp cái ổ cắm vào. Thì ổ cắm điện, một dây mình sẽ hàn vào chân số 1, một dây mình sẽ hàn nối tiếp với cái dây điện đầu vào hồi nãy. Rồi bây giờ để thử tải mình sẽ cấp điện vào trong cái máy khoan nha các bạn. Thử bằng cái máy khoan. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chỉnh cái này lên chút, mình bóp cò thử.
Đây. Rồi. Mạch này khá đơn giản các bạn có thể sử dụng để chỉnh đèn, chỉnh động cơ chổi than hoặc là chỉnh bằng ủi điện đồ mà sử dụng điện 110 các bạn. Thì cái này nói chung tải trở thì nó tốt, còn động cơ thì sử dụng được, tuy nhiên nó không tốt bằng so với cái biến áp nha các bạn.